xin chào các em học sinh khối 1 của trường tiểu học Trần Quang Diệu. Cô và các em lại gặp nhau nữa rồi. Các em đã sẵn sàng bước vào buổi học ngày hôm nay chưa? Để xem hôm nay chúng ta tìm hiểu bài học nào nhé. Đến với buổi học ngày hôm nay, cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu chủ đề 7, thể thao, bài số 2, vần âu và vần ưu. Các em hãy cùng với cô bước vào hoạt động đầu tiên nhé. Cô mời các em hãy quan sát bức tranh sau đây và cho cô biết nội dung bức tranh gồm những ai và họ đang làm gì. Quan sát tranh, cô thấy tranh vẽ các bạn nhỏ đang xếp hàng chơi trò chơi làm chiếc tàu. Bạn trai này nói đi tàu. Cô có từ đi tàu. Bạn trai bên đây thì nói đi đều nào. Bạn trai mặc áo nâu dẫn đầu hàng đi trước. Bạn gái và bạn trai mặc áo vàng thì đi sau. Cô có từ trước, sau. Ngoài hai từ này, ở phía sau, đằng xa xa cô thấy có một căn nhà và một cây cau. Cô có từ cây, cau. Các em hãy quan sát những từ có trên màn hình và cho cô biết điểm giống nhau giữa các từ này là gì vậy các em? À đúng rồi, điểm giống nhau giữa các từ này đó là đều có vần âu, đúng không nào? Giới thiệu với các em, vần âu gồm có hai âm, âm A đứng trước, âm U đứng sau. Cô đánh vần A, U, Âu. A, U, Âu. A, U, Âu. Khi đọc vần âu, các em hãy lưu ý môi thở, hai môi tròn. Khi đọc, hơi đẩy môi về phía trước, luồng hơi đi từ dưới cổ họng, thoát qua hai môi. Các em ơi, các em hãy quan sát thật kỹ bức tranh và cho cô biết các bạn nhỏ trong tranh đang đi như thế nào vậy các em? À đúng rồi, các bạn nhỏ trong tranh đang có những bước đi rất là đều đúng không nào? Như vậy cô có từ đi đều. Ở từ đi đều này, tiếng đều có vần ưu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vần ưu nhé các em. Vần ưu gồm có hai âm, âm E đứng trước, âm U đứng sau. Cô đánh vần E, U, Ưu. E, U, Ưu. E, U, Ưu. Khi đọc vần Ưu, môi hở. Khi đọc, hơi đẩy phần cằm về phía trước, luồng hơi đi từ dưới cổ họng, thoát qua hai môi. Giới thiệu với các em, đây là chữ Âu in thường. Đây là chữ Âu viết thường. Các em hãy đọc lại theo cô nhé. Âu, Âu. Tương tự, chữ ưu, chúng ta có hai kiểu chữ ưu. Đây là chữ ưu in thường và đây là chữ ưu viết thường. Các em hãy cùng đọc lại. Ưu, ưu. Các em ơi, các em hãy quan sát bức tranh và đoán cho cô xem ai đang đi tập thể dục cùng với bà vậy các em? À đúng rồi, đó là cháu trai, đúng không nào? Như vậy, cô có tiếng cháu. Ở tiếng cháu này, âm nào và dấu thanh nào chúng ta đã được học rồi? À đúng rồi, các em giỏi lắm. Ở tiếng cháu này, âm chờ và dấu huyền chúng ta đã được học rồi. Đến với bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu vần âu nhé. Các em hãy lắng nghe cô phân tích tiếng cháu. Tiếng cháu gồm có âm chờ đứng trước, vần âu đứng sau. Dấu sắc được đặt ở trên đầu chữ A. Cô đánh vần như sau, các em hãy lắng nghe và đánh vần theo cô. Chờ, âu, châu, sắc, cháu. 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 Chúng ta cùng đọc trơn. Bà, cháu. Các em thử đoán xem các bạn nhỏ trong bức tranh này đang làm hoạt động gì vậy các em? À, các bạn nhỏ trong tranh đang đi đều trong môn học thể dục, đúng không nào? Như vậy, cô có tiếng đều. Ở tiếng đều này, âm nào và dấu thanh nào chúng ta đã được học rồi? À, ở tiếng đều, âm đờ và dấu huyền chúng ta đã được học rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vần ưu nhé.
Cô phân tích tiếng đều. Tiếng đều gồm có âm đờ đứng trước, vần eo đứng sau. Dấu huyền được đặt ở trên đầu chữ E. Cô đánh vần như sau. Các em hãy lắng nghe và đánh vần theo cô. Đờ, eo, đeo, huyền, đều. 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 Chúng ta cùng đọc trên nhé các em. Đi, đều. Các em hãy cùng với cô luyện đánh vần và đọc lại toàn bài nhé. A, u, âu. Chờ, âu, châu, sắc, cháu. E, u, yêu. Đờ, yêu, đêu, huyền, đều. Các em hãy giúp cô so sánh tìm ra điểm giống và khác nhau giữa hai phần âu và yêu nhé các em. Nào, điểm giống nhau giữa hai phần này là gì vậy các em? À, điểm giống nhau giữa hai phần này đó là đều có âm cuối là âm u, đúng không nào? Vậy điểm khác nhau nằm ở đâu vậy các em? Điểm khác nhau đó là nằm ở âm đầu. Ở phần âu, âm đầu là âm A. Ở phần yêu, âm đầu lại là âm E. Các em hãy cùng với cô bước vào hoạt động viết của bài học ngày hôm nay nhé. Giới thiệu với các em, đây là chữ âu. Chữ âu gồm hai con chữ, con chữ A đứng trước, con chữ U đứng sau. Cả hai con chữ đều cao 2 ô ly. Cách viết như sau. Đầu tiên, ta đặt bút dưới đường kẻ ngang 3 để viết con chữ A. Đến đường kẻ ngang 2, nối nét sang phải, viết con chữ U. Chúng ta dừng bút ở ngay đường kẻ ngang 2. Đây là chữ yêu. Chữ yêu gồm hai con chữ E đứng trước, con chữ U đứng sau. Cả hai con chữ đều cao 2 ô ly. Cách viết như sau. Đầu tiên, ta đặt bút trên đường kẻ ngang 1 để viết con chữ E. Đến đường kẻ ngang 2, nối nét sang phải để viết con chữ U. Sau đó, ta lia bút đặt dưới đường kẻ ngang 4 để viết dấu mũ ngay trên con chữ E. Các em hãy cùng với cô quan sát từng hình ảnh và bức tranh. Sau đó, các em hãy cho cô biết các em nhìn thấy gì từ những hình ảnh và bức tranh này nhé. Nào, bức tranh đầu tiên. Ở bức tranh này, cô thấy bạn trai đang dùng chiếc khăn để lau những giọt mồ hôi lắm tắm trên gương mặt của mình. Như vậy, cô có tiếng lau. Ở tiếng lau này, vần nào chúng ta vừa mới được tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay? À đúng rồi, đó là vần âu. Hình ảnh kế tiếp là gì vậy các em? À, đây chính là một chiếc lều. Như vậy cô có tiếng lều. Các em có biết gì về lều không? Giới thiệu để các em hiểu rõ hơn nhé. Lều là một vật dụng để căng lên che mưa và che nắng, để làm chỗ nghỉ ngơi khi chúng ta đi cắm trại hoặc là đi du lịch đấy các em ạ. Ở tiếng lều này có phần nào chúng ta vừa mới được học nào? À đúng rồi, đó là phần eo. Bức tranh kế tiếp. Quan sát bức tranh này, cô thấy bạn trai trong hình có vẻ đang rất đau đớn, đau đến nỗi mà bạn ấy đã khóc luôn đấy các em ạ. Từ bức tranh này, cô có tiếng đau. Ở tiếng đau có phần nào chúng ta vừa mới được tìm hiểu nào? À đúng rồi, đó là phần âu. Bức tranh cuối cùng, các em hãy quan sát thật kỹ nhé. Các em hãy chú ý ở mũi tên màu đỏ. Ở bức tranh này thì cô có từ cao, kèo.
cao kiều là từ dùng để chỉ dáng vẻ của một người nào đó có chiều cao vượt hẳn là mức cân đối. Ở từ cao kiều này, tiếng nào chứa vần chúng ta vừa mới được học? À đúng rồi, tiếng kèo chứa vần eo, đúng không nào các em? Bây giờ các em hãy cùng với cô luyện đánh vần và đọc lại nhé. L au lau. L eo leo huyền lều. D au đau. G ao cao. K eo kêu huyền kều. Các em hãy quan sát trên màn hình và cho cô biết trên màn hình lúc này cô có mấy câu vậy các em? À đúng rồi, cô có 3 câu. Cô sẽ sử dụng ký hiệu hai dấu gạch xiên để phân biệt các câu này các em nhé. Câu thứ nhất, Thảo, Hà và Thư đi bộ. Câu thứ hai, Thảo đi sâu, Hà và Thư quá xa. Câu thứ ba, Hà kêu Thảo đi mau. Các em hãy nhớ, chữ cái đứng đầu câu luôn luôn viết hoa, cuối câu luôn luôn phải có dấu chấm. Bây giờ, các em hãy quan sát thật kỹ câu đầu tiên ở bài này và cho cô biết dấu phẩy được đặt ở đâu nào các em. À đúng rồi, ở câu đầu tiên chúng ta có một dấu phẩy, như vậy cô sẽ sử dụng ký hiệu một dấu gạch xiên. Được chưa nào các em? Các em hãy nhớ, khi đọc đến dấu phẩy, chúng ta sẽ nghỉ hơi ngắn. Khi đọc đến dấu chấm, chúng ta sẽ nghỉ hơi dài hơn một chút, các em nhé. Bây giờ, các em hãy cùng với cô luyện đánh vần và đọc lại 3 câu này nhé. Thờ ao thao hỏi Thảo. Hờ a ha huyền hà. Vờ a va huyền và. Thờ ư thư. Đờ y đi. Bờ ô bô nặng bộ. Thờ ao thao hỏi Thảo. Đờ y đi. Sờ âu sâu. Hờ a ha huyền hà. Vờ a ba huyền và. Thờ ư thư. Quờ a qua sắc quá. Sờ a xa. Hờ a ha huyền hà. Ca ưu kêu. Thờ ao thao hỏi Thảo. Đờ y đi. Mờ âu mau. Chúng ta cùng đọc trơn. Thảo, Hà và Thư đi bộ. Thảo đi sau. Hà và Thư quá xa. Hà kêu Thảo đi mau. Các em hãy quan sát 3 câu trên màn hình và cho cô biết ở 3 câu này tiếng nào chứa vần hôm nay chúng ta vừa mới được học vậy các em? À, cô thấy tiếng sau và tiếng mau có chứa vần au. Còn tiếng nào chứa vần eo vậy các em? À đúng rồi, tiếng kêu chứa vần eo, các em giỏi lắm. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết nội dung bức tranh này là gì nhé. Quan sát tranh, cô thấy tranh vẽ 4 bạn nhỏ đang chơi trò chơi nối tiếp lời. Bạn trai đầu tiên nói từ thi đấu, bạn gái kế bên nói từ đấu cờ, bạn trai kế tiếp thì nói từ cờ vua. Vậy theo các em, bạn gái cuối cùng sẽ nói từ gì nào? Để ý, chúng ta sẽ thấy tiếng cuối của bạn này là tiếng đầu của bạn kia. Vậy thì các em hãy để ý, bạn trai đứng bên cạnh bạn gái nói từ cờ vua,
Vậy các em thử đoán xem bạn gái này sẽ nói từ gì mà tiếng đầu tiên sẽ là tiếng vua vậy các em? À đúng rồi, bạn gái này sẽ nói từ vua, chúa. Các em giỏi lắm. Bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Các em hãy nhớ đọc lại bài và luyện viết chữ trên vở 4 ô ly theo mẫu sau đây của cô. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những buổi học sau. Chúc các em luôn chăm ngoan và học thật tốt.